Chúng tôi xin gián đoạn buổi phát sóng để mang lại tin nóng sau. Như đã lo sợ, thị trấn nhỏ Bayview có thể sẽ đối mặt với một cơn sóng thần tài chính tàn phá. Trong một động thái gây sốc hôm qua, ông trùm Bayview Derek Stevens đã có cuộc họp kín để bàn về kế hoạch tiếp quản tiềm năng. Thị trường Golden tiết lộ về việc tiếp quản là một tin xấu cho nhà máy, có hơn 58% nguồn nhân công của thị trấn. Thông tin này dấy lên sự phẫn nộ trong toàn bộ cộng đồng, khiến cho cư dân và chủ doanh nghiệp cảm thấy vô vọng và bị bỏ rơi. Trả lời đi Manit, có một báo cáo về một chiếc xe du lịch màu trắng bị mất cắp từ bãi xe của Cherry vào sáng nay. Vừa giải quyết một vụ tông trúng động vật, tôi sẽ qua chỗ Landega ngay khi tôi dứt bỏ hàng của mình, hoặc là tôi có thể đem bia qua và nướng nó với cô. Không đời nào đâu, Manit. Đã rõ, lo ra, tôi sẽ thử lại vào ngày mai. Hy vọng không xóa bỏ Bayview ra khỏi bản đồ bang. Lý do đằng sau quyết định của ông ấy vẫn chưa xác định vì Steven vẫn chưa thể bình luận. Ngày hôm sau, con đang đọc gì đó, Aaron? Một vở nữa sao? Lần này con có vai chính. Là tối thứ hai đó. Bà sẽ bị dính với vấn đề về nhà máy. Chuyện sao rồi? Con sẽ không hiểu đâu. Làm sao ba biết? Vì thay vì học các lớp kinh doanh, con lại chọn đi loanh quanh trong bộ đồ bó. Dù sao thì đó là cuộc sống kiểu gì vậy? Với mẹ như vậy là đủ mà. Báo tin tốt đi Phil. Anh đùa tôi rồi. Anh nói nhà máy chưa hề nhận được chuyển khoản là thế nào chứ? Tôi đã đích thân đảm bảo tiền của tôi ở ngân hàng ngày hôm qua. Nếu phiếu lương bị từ chối, chúng ta sẽ mất đi tất cả. Mọi việc sẽ bị phá hủy và... Chờ đã. Nè, thôi đi chứ. Tôi sẽ gọi các ngân hàng và coi có vấn đề gì. Phiêu, Phiêu, chờ một chút, tôi sẽ gọi lại. Phiêu, cứ bình tĩnh. Thật là tệ. Chuyện gì? Làm con trai của Derek Steven vĩ đại. Con biết đó, con nên tỏ vẻ ủng hộ một chút đi. Aaron, con có biết là ba đang đối đầu với việc gì không? Chắc hẳn ba là người bị ghét nhất Bayview lúc này. Vậy nên ba không cần phải lo lắng về trò chơi của con. Ba bắt đầu chán lắm rồi, Aaron, chán rồi. Con cũng chán rồi. Ba nghĩ là ba sẽ kêu tài xế chạy chậm lại để đá con ra khỏi xe. Diễn sâu quá.
Biết không Gordy, chắc phải cần hướng dẫn viên mới tìm lại được nơi này. Ừ chết, anh không cần lo về chuyện đó đâu. Nè Gordy, nhân tiện thì thứ đó làm gì vậy? Nó là bản đồ chết. Sao lại là bản đồ được? Nó chạy trên vệ tinh, máy tính. Tôi không biết tại sao tôi lại nói với anh chuyện này. Anh sẽ không hiểu đâu. Vậy nên đừng có lo về chuyện đó. Dù gì thì chúng ta phải đào thêm một hố nữa. Tôi sẽ không đào hố nào nữa hết. Tới phiên anh đào hố đó. Tôi không đào hố nào hết. Vậy thì đừng căng thẳng. Chúng ta sẽ tìm một nơi để giấu nó. Nhưng tôi muốn làm cái trò GPS hay ho đó. Thì khi nào anh đánh dần đúng thì anh có thể làm. Mình mới đọc đúng mà. Thế là một trái tim cao cả đã tan vỡ rồi. Thái tử kính yêu ơi, xin vĩnh biệt người. Được rồi, tốt lắm, nhưng thử lại đi. Nhưng mà nhiều năng lượng hơn. Được rồi, thế là một trái tim cao cả đã tan vỡ rồi. Công chúa kính yêu ơi, xin vĩnh biệt người. Thôi nào các em, đây là Shakespeare đó. Ông đã viết từ ngữ kiểu này là có lý do. Tiếp tục đi. Cô Baker, tụi em có thể sử dụng được kiếm thuật vào thứ hai không? Mấy cây này tệ quá. Có đó bay cô, các em sẽ có kiếm thuật vào thứ hai. Diễn đi. Tiêu đời cậu rồi. Tiếp tục đi. Cô tưởng em rất nghiêm túc về vai diễn này. Có mà, cô Baker, có mà. Nhưng không phải lỗi của em, ba em làm em đi trễ. Tên dở diễn là Hamlet. Em là Hamlet. Như vậy nghĩa là mọi thứ đều phụ thuộc vô em. Hiểu chứ? Dạ cô Baker, được rồi. Giờ thì sách của em đâu? Đi lấy quyển khác đi. Được rồi, mọi người lại từ đầu, diễn thôi. Thế là một trái tim cao cả. Xin chào, có ai ngoài đó không? Được rồi, Aaron, đừng la nữa. Nó còn không khóa nữa mà. Cảm ơn, không thành vấn đề. Các bạn học sinh, ma túy đang xâm nhập vào Bayview. Cũng giống như việc thiếu tôn trọng với mẹ đang phá vỡ gia đình hạt nhân. Mối nguy lớn nhất đối với trẻ ngày nay là gì? Truyền hình thực tế à? Mười bạn nữ. Facebook. Thôi nào các em,
Là ông mà. Nè, làm ơn tiếp tục đi cảnh sát trưởng. 10 triệu người đã thử nó. Người sử dụng đa phần đều dưới 20 tuổi. Có ai không? Cần sa, rượu, thủ dâm. Aaron Steven, lên văn phòng. Xin lỗi cảnh sát trưởng, nó là một loại ma túy khá mới, có tên là methamphetamine. Giờ thì tôi biết trường trung học Byfield không được biết đến vì có điểm số cao. Đúng chứ? Nhưng không sao hết, miễn là các bạn không dùng thuốc phiện. Bây giờ các em có thể nghĩ rằng đêm thứ sáu và đêm thứ bảy là lúc các em ra ngoài và có những bữa tiệc nhỏ trên đồng cỏ của mình. Chúng tôi biết về điều đó. Chúng tôi biết những gì các em làm. Chào, chúng tôi biết điều gì xảy ra. Cảnh sát trưởng, tôi nói chuyện với ông một chút được chứ? Cậu làm gì ở đây? Ông cần nghe chuyện này trực tiếp. Tốt hơn hết là chuyện hay ho. Ngân hàng bị tấn công rồi. Bọn chúng bỏ trốn với cái gì? Có vẻ như 4, có thể là 5 triệu đô. Chết tiệt. Có nhân chứng không? Rosie nghĩ. Cô ấy nghĩ là cô ấy thấy một chiếc xe trắng đậu bên ngoài ngân hàng khi cô ấy đi ăn trưa. Nhưng chỉ vậy thôi. Cảnh sát liên bang gọi chưa? Rồi, họ đang tới. Như thường lệ, gọi Manit và ông Overlay đi. Tôi làm ngay. Chết tiệt. Cậu sẽ không đoán được chuyện gì xảy ra đâu. Cuối cùng cậu cũng học thuộc lời thoại rồi hả? Có người đã cướp ngân hàng. Soquan Robert Tepang. Thôi đi. Điều đầu tiên mình sẽ làm là mua một chiếc bọt màu đen đó. Anh bạn, giờ cậu đã có thể có 10 chiếc rồi. Không có đâu. Ba mình bỏ hết tiền của mình vào một quỹ quỹ thác ngu ngốc. Tệ thật. Nè nè nè. Dòng Carrera, Targa hay Turbo? Cả ba thì sao? Tuyệt vời. Cậu biết đó. Nếu chúng ta tìm ra thì chúng ta nên trả lại. Tại sao? Vì nó thuộc về thị trấn. Không, không phải. Nó là của ba mình. Ông ấy gửi nó. Không chỉ của ba cậu đâu đồ ngốc. Một khi nó vô ngân hàng thì nó trở thành tiền của Byfield. Sao cũng được. Cậu là đồ ngốc. Ngân hàng có bảo hiểm để bù lại. Phải. Nhưng trong lúc đó thì mọi người làm gì đây? Ba mình làm ở nhà máy. Ông ấy được trả lương chứ. Trời, cậu thật biết cách phá hủy một chuyện tốt trước khi nó bắt đầu nữa. Cậu biết đó. Xin lỗi, vì ba mình thật tệ và chuẩn bị đóng cửa nhà máy. Không phải lỗi của cậu. Nó đã đậu ngay đây. Cậu thôi đi. Cậu làm lãng phí thời gian của mình. Mình đi đây. Thấy chưa? Chờ đã. Cậu biết đó. Cậu có thể cứ nói với ai đó. Ai chứ? Trump Play hả? Không, không phải cảnh sát trưởng. Ca đó. Phải. Mình không biết mình có thể tin tưởng được người vẫn còn ăn kẹo mút không nữa. Vậy là đủ tốt cho cô Baker rồi. Ý cậu là sao? Chắc cô ấy đang tận hưởng kẹo mút của chú ấy khi chúng ta đang nói chuyện. Cậu biết chứ? Nhảm gì? Là thật mà. Nhảm gì? Vậy thì đừng tin mình. Không phải lỗi của mình. Mà bạn gái cậu thà chơi với ca hơn là cậu. Cô ấy không phải là bạn gái mình. Đồ khốn.
Hay thật đó. Ừ, giống như trại săn bắn vậy. Nè Mikey, nhìn giống như họ đốt ai đó ở ngoài này vậy. Đó là tiếng súng sao? Mình không biết. Ai đó đang tới, trốn đi. Anh không cần phải làm vậy. Tôi thề, không ai nhìn thấy chúng ta hết. Được rồi, được rồi, được rồi. Tôi không biết là ở đâu. Tôi không, không, không. Tôi không biết gì. Cứu tôi. Không. Ông đã hứa là sẽ hoàn thành thứ này trong cuối tuần chứ. Tôi mất đi tầng 3 để cải tạo là đủ tệ rồi. Thì còn tùy thuộc vào tôi tìm thấy bao nhiêu rác trên đó khi tôi bắt đầu làm việc. Một khi bắt đầu di chuyển lũ ăn xin xung quanh, nó sẽ lây lan như một trường hợp xấu của bệnh ung thư trực tràng. Thầy hiểu ý của tôi không? Thầy Parker, cô Parker, Aaron, em làm cái quái gì vậy? Bọn cướp ngân hàng, em đang nói gì vậy? Bọn cướp ngân hàng, em đang nói gì vậy? Chúng ta phải gọi ai đó. Thứ này sẽ giúp cho ông ra vào cửa chính. Tất cả cửa khác đều bị khóa. Đừng làm mất nữa nha, chất. Thầy Parker, lần này em ấy lại làm gì? Làm sao chúng ta biết em ấy lại không bị ra chuyện đây? Tôi sẽ đưa cậu ấy ra khu rừng và bắt cậu ấy chỉ cho tôi cậu ấy đã nói gì, để coi có gì ngoài đó không. Khi chúng tôi quay lại, chúng tôi đã tìm thấy thứ này ở chỗ chiếc xe đã đậu. Trời ơi, Aaron, các em làm gì ngoài đó vậy? Tụi em nghĩ tụi em có thể giúp.
Tôi nghĩ là ở đâu đó chỗ này. Đây rồi. Hắn bắn chú ấy ở ngay đây. Cái gì? Chú ấy đã ở ngay đây. Có thể anh ta đã không chết. Tôi đã chứng kiến cảnh chú ấy chết mà. Ông phải tin tôi. Cậu đã ở đâu khi chuyện này xảy ra? Bên dưới chiếc xe cano. Nó bị lật ngược lại. Để tôi nói rõ hơn. Cậu đã trốn ở dưới đó. Cậu thấy ai đó bị bắn, nhưng không thể thấy ai đã bắn anh ta sao? Rồi sao nữa? Tôi đã bỏ chạy. Đường nào? Còn kẻ bắn súng, hắn đuổi theo Mai. Mai, nè nè, quay lại đi. Con trai, không có gì ở đây hết. Nào, đi thôi. Tôi chắc là Mai khi sẽ xuất hiện ở đâu đó. Cậu ấy luôn như vậy. Sao rồi? Chúng tôi không tìm thấy gì hết. Không gì hết sao? Không có gì ở đó. Đi tìm công cốc rồi. Có vẻ thằng nhóc tin là có gì đó. Không có gì ngoài đó hết. Có chuyện gì vậy, Aaron? Tối thật thì em không biết. Tốt hơn hết, không phải lại là một trò đùa ngu ngốc của em nữa. Tuyệt thật. Vậy là cô cũng không tin em. Được rồi, lên xe đi. Tôi đưa hai người về. Đi thôi. Amanda, cô có thể lên phía trước và đi với tôi. Cẩn thận đâu. Ngay khi tôi thả cậu nhóc về trường, tôi sẽ gặp ông và chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Sở cảnh sát Bayview nghe. Steven nghe. Ba à, có chuyện gì vậy, Aaron? Con chỉ muốn cho ba biết là con vẫn ổn, Aaron. Ba đang ở trong một cuộc họp báo về vụ cướp. Ba không có thời gian để con làm phiền đâu. Con giữ tiền của ba đây, ba à. Con nói con giữ tiền sao? Con đang ở đâu? Ở trường. Nè, cứ ở đó. Nè, trên play. Aaron đang ở trường, thằng bé đang giữ tiền. Con muốn cử ai đó qua để lấy chứ. Sao em không nói với cô em tìm thấy tiền, Aaron? Em thực sự không biết phải làm gì. Em hoảng lắm. Tạm thời cô có thể lo liệu vụ này không? Tôi thực sự cần đi khóa cửa. Vậy là ở đâu vậy? Để em chỉ cho cô.
Nó đã ở đây. Trời ơi, Aaron. Chuck. Xin lỗi, cô Baker. Ông có nhìn thấy cái giỏ màu nâu không? Giỏ của cậu sao? Nó trong đó. Đi lấy rồi đi ra. Trong đó rất nguy hiểm. Ca, làm ơn đi tới giật lớp. Có người báo một vụ gần đó qua số 911. Cảnh sát trưởng không có đó sao? Cảnh sát trưởng đang nghỉ. Nghỉ uống cà phê gì chứ? Được rồi, đã rõ. Ngay dưới tấm bạc đó. Thánh thần ơi, em nói rồi. Đi thôi. Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Nếu muốn để lại tin nhắn thoại, vui lòng nói sau âm báo. Là tôi đây. Tôi đang giữ tiền. Có vẻ như Aaron đã tìm thấy nó. Và anh đã tới rồi. Tôi tưởng anh là Ca. Thằng nhóc chết tiệt. Sao vậy? Anh đang làm gì ở đây? Chạy đi cô Baker. Cảnh sát trưởng, thả tôi ra. Aaron, chạy đi. Trời ơi. À khốn. Ông ta đâu rồi? Cô không biết, cô nghĩ cô đánh gục ông ta rồi. Chúng ta phải gọi cho Ca. Em sẽ gọi. Cô ở đây đi. Nè, không. Aaron, đừng đi.
Ông ở đâu? Cảnh sát trưởng, bọn cướp ngân hàng bỏ trốn, chúng ở đây sao? Eldron, là em đây. Cô biết cơ, cô tưởng em là ông ta. Vô văn phòng. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên đi. Không, không an toàn đâu. Tôi sẽ quay lại đón thầy sau. Trốn thôi, đi đi. Trâm Flay nghe. Tôi không quan tâm cảnh sát liên bang nói gì. Tôi đã tới trường rồi, không có ai ở đó hết. Tiến hành đi. Không có gì ngoài đó hết. Có thấy gì không, ca? Nếu anh ở ngoài đó, hãy nhấc máy. Họ cứ gọi hoài. Được rồi. Hắn sẽ không hại cậu khi cậu ở với tôi, được chứ? Là một tin nhắn thoại mới. Là tôi đây. Tôi đang giữ tiền. Có vẻ như Eldron đã tìm thấy nó. Và anh đã tới rồi. Chết tiệt. Thắt dây an toàn vô đi.
Chết tiệt. Là Trump đây. Ông ta đi rồi. Ông ta là một trong những tên cướp. Đó là điều nực cười nhất tôi từng nghe. Là thật đó. Cô có chắc cô không chỉ bị nhầm việc, cảnh sát trưởng đang đuổi theo tên cướp? Không, Trump đây là một tên cướp. Ông ta muốn tiền. Là ông ta đó. Cảnh sát trưởng, tôi đang đi tìm ông. Tôi tưởng mình đã nói ông ở yên trong gian phòng rồi. Ông già, giờ đi đi, vô trong đó. Đi gọi người giúp đỡ đi. Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Chết tiệt. Cậu phải giúp. Ông ta bắt cô Baker và Aaron rồi. Ai chứ? Trump Lay. Ông ta phát điên rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi biết là nghe rất lố bịch, nhưng sau những gì tôi nhìn thấy, những gì ông ta làm với cô Baker, ông ta làm hại cô ấy sao? Tôi không biết chính xác. Ông ta làm hại cô ấy sao? Ừ thì cô ấy đánh ông ta trước. Và rồi thì sau đó tôi không nhìn thấy gì. Chìa khóa của thầy. Đưa tôi chìa khóa của thầy. Ở yên ngoài này. Cậu không định ở yên ngoài này. Thật là điên rồ. Chúng ta phải đi thôi. Cô phải gọi cho ca. Nhưng còn Trump Lay thì sao? Theo chúng ta biết thì có thể ông ta đã chết hay bị thương. Chết vì mất máu. Sở cảnh sát Bayview nghe. Tôi không thể nói chuyện. Cảnh sát trưởng, tôi bị bắn. Tôi bị bắn đâu đó trên đường Beaverdale. Cảnh sát trưởng, đi đi. Dừng lại, không là tôi sẽ đập đầu cô. Không. 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 Amanda. Không. Đừng bắn, đừng bắn. Chú ơi, tôi tưởng mình đã nói hai người ở trong xe. Hai người làm cái quái gì ở đây? Tôi có thể giúp chú tìm ông ta. Vô trong đây. Vô đi. Cho tôi một khẩu súng được không?
Em chỉ muốn giúp thôi, ca sẽ lo liệu được. Đi thôi. Là phòng của Amanda. Ở yên đây. Chúng ta sẽ ở lại. Mai. Mai. Trumpley. Ca. Là cậu sao? Đừng làm hại cô ấy. Cậu biết đó. Cô tóc vàng này bắt đầu làm tôi thấy bực mình. Tôi luôn nói với cậu, phụ nữ có thể là rắc rối mà ca. Cô ấy không liên quan gì tới chuyện này hết. Để cô ấy. Hãy để cô ấy đi và chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Ném súng của cậu vô phòng đi. Ông biết tôi không thể làm vậy mà. Ném súng vô đi ca. Rồi chúng ta có thể nói chuyện giống như hai người đàn ông. Được rồi. Ông thắng. Nói chuyện thôi. Tôi ném nó vô đây. Không. Cấm tuyệt đối học sinh đi lối này. Chết tiệt. Cô biết cơ. Cô biết cơ. Cô biết cơ, chuyện gì xảy ra vậy? Cô ổn chứ? Cởi trói cho cô. Em ổn chứ? Em ổn. Đi, đi nào. Ca đã ở đây và thầy Parker và có vụ xả súng. Không. Ca. Nhìn em đi, nhìn em đi. Chúng ta không thể làm gì hết. Đi thôi. Chúng ta cần phải đi, được chứ? Đi thôi. Chú ấy đã ra đi rồi. Ra đi rồi. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Chờ đã. Sao chúng ta lại đi đường này? Em tìm thấy chỗ trốn ở căng tin. Đường này. Đây là chỗ trốn của em sao, Aaron? Nếu ông ta lên đây thì chúng ta mắc kẹt. Em rất xin lỗi vì mọi chuyện, cô biết cơ. Em không biết ông ta sẽ đuổi theo cô. Không phải lỗi của em. Cũng phần nào là vậy. Chúng ta sẽ không ở đây nếu em không lấy tiền. Em chỉ cố làm điều đúng đắn thôi, được chứ? Vì ba em. Ba em sao? Aaron, ai phụ trách ở đây vậy? Tôi có thể xin bản sao, bản đồ tọa độ để không phí thời gian không? Anh ấy sẽ lấy thêm một bản đồ tọa độ khác. Manit,
đi coi Steven muốn gì. Có chuyện gì vậy? Có được gì không? Không thấy cảnh sát trưởng Trumpley, thưa ông. Thật là nực cười. Sao các cậu không tản ra? Chúng tôi đang thiếu nhân lực, cả thị trấn đều như vậy, thưa ông. Chúng tôi có thể xin chút đèn không? Tôi không nhìn thấy gì hết. Nào đi thôi. Cô biết không, ông ấy thậm chí còn không định tới dở diễn vào thứ hai. Lẽ ra em cứ nên giữ số tiền vuông gốc của ông ấy đi. Sao em không làm vậy? Gì ạ? Giữ tiền đó. Dù gì ba em cũng đang hủy hoại cả thị trấn rồi. Ông ấy tới rồi. Ném tiền ra. Em có ý này. Đứng yên. Bình tĩnh nhóc con, không ai cần phải bị thương hết. Đặc biệt là tôi. Đưa súng ông đi. Tôi chỉ ở đây làm nhiệm vụ bảo vệ thôi. Lần này thì không đâu. Ôi trời. Chết tiệt thực. Phương án duy nhất của chúng ta là chia nhau ra. Em sẽ dụ ông ta đi theo em. Không, 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 nguy hiểm lắm. Em sẽ cố đi tới xe cảnh sát của ca và gọi giúp đỡ qua bộ đàm. Ra đi cưng. Tới lúc thôi chơi trò mèo dần chuột nhảm nhí này rồi. Quay lại đây ả khốn. Giờ cô sẽ lấy tiền cho tôi và tôi sẽ suy nghĩ. Dừng lại. Làm ơn dừng lại. Tiền của tôi đâu? Tôi sẽ đưa ông tới đó. Cứ thả cô ấy ra đi. Làm ơn. Nó đâu? Nó ở tầng hầm. Tôi sẽ đưa ông tới đó. Cứ thả cô ấy ra đi. Đi lùi đi. Đi đi. Nếu cậu làm điều gì ngu xuẩn thì tôi thề là tôi sẽ quay lại và giết cô ta. Hiểu chưa? Giờ thì tiền đâu? Đường này. Đi. Đồ khốn. Tiền đâu? Nếu tôi nói với ông,
ông hứa sẽ không làm hại cô Baker chứ? À không, đó sẽ chỉ vào túi xác thôi, trừ khi tôi lấy được tiền ngay bây giờ. Ở yên đó. Nè, Eron, ai đó? Tôi không sợ ông nữa đâu. Ngay khi cảnh sát tới đây, tôi là luật pháp. Và lời của cậu so với lời của tôi, cậu nghĩ họ sẽ tin ai chứ? Vậy tôi đoán là tôi phải gặp ông trong tù rồi. Thằng khốn, cô Baker, cô Baker, tới đây thằng nhảy tranh. Cô Baker, Eron, Eron, chờ đã. Cô phải đi. Em sẽ làm ông ta phân tâm đủ lâu và cô có thể đi qua thư viện và đi ra. Lỡ cô không ra được thì sao? Ca vô được, đúng chứ? Chắc chú ấy vẫn để cửa mở. Đi đi.
Tôi biết cô, người ở trên đó. Và ông già Parker không giúp được cô đâu, ả khốn. Cậu nghĩ cậu rất thông minh phải không? Nhóc à, tôi chán vụ này lắm rồi. Tôi muốn tiền. Cả hai túi. Cả hai túi sao? Ca, tôi tưởng anh chết rồi. Anh không sao chứ? May cho tôi, Tremblay không bắn chuẩn gì hết. Dù vậy ông ta cũng bắn vô tim anh. Cô cũng vậy đó. Cưng à, nhìn cô tèm lem quá. Nè, nè, sẽ tốn nhiều thứ hơn để mời tôi đi chơi, được chứ? Nhiều hơn nhiều đó. Được rồi, được rồi. Cô ổn chứ? Tôi ổn. Khẩu súng săn. Cảm ơn trời. Trống rỗng. Cầm áo khoác của tôi lên đi. Chết tiệt. Giờ sao đây? Đi đi, đi đi. Cái gì? Ra khỏi đây đi. Không, không. Sẽ ổn thôi. Ông ta tưởng tôi chết rồi. Ông ta sẽ giết anh. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi hứa. Sẽ ổn mà. Cẩn thận nha. Hãy gọi tiếp viện nha. Đi đi. Không còn chỗ trốn nữa, Steven. End of the
hết đường rồi. Giống hệt ông già của cậu, chỉ là rắc rối thôi. Ông định giải thích chuyện này như thế nào? Tôi không cần giải thích. Sĩ quan Miss đã lên kế hoạch rồi. Thằng nhãi ranh, muốn chơi xấu hả? Có thích vậy không? Được rồi nhóc, cậu thắng rồi. Cậu ổn chứ? Ổn hả? Được rồi, đi thôi con trai. Cô Baker có ra ngoài an toàn không? Cô ấy đang ở ngoài chờ chúng ta. Nhờ cậu hết. Cậu là người hùng đó, nhóc à. Tất cả việc này vì số tiền ngu ngốc đó. Ừ thì, lòng tham biết cách ăn sâu vào người lắm. Bác Stephen, trên đây. Aaron ở trong trường. Cậu ấy gặp rắc rối. Mike. Ở đây sao? Bác Stephen, quay lại và kêu Manic đi. Tôi đi vào trong đây. Làm ơn giúp con không xuống được. Khá là khôn khi giấu trên đó đó. Vậy chú nghĩ vì sao ông ta làm chuyện đó? Có thể là vì tới Giáng sinh, Byfield sẽ thành thị trấn mất. Vậy giết tất cả mọi người chỉ là một phần của kế hoạch nghỉ hưu đặc biệt của hai người sao? Chúng tôi không định giết ai hết. Chết tiệt. Bỏ xuống.
Tôi nói bỏ xuống. Đó là một khẩu súng lớn so với một cậu nhóc đó. Cậu có biết mình đang làm gì không? Tại sao vậy ca? Bởi vì ông ba khốn kiếp của cậu không cho chúng tôi lựa chọn nào khác khi quyết định đóng cửa nhà máy. Ca. Ba. Ông đã giết thị trấn này, Steven. Ông biết mà phải không? Ca, tôi đang cứu lấy nó. Cái gì? Ca, nghe nè. Nghe tôi đi. Một phần của số tiền đó đã được dùng để trả cho khoản vay mở rộng. Phần còn lại để trả tiền cho công dân. Nhảm nhí. Bỏ súng xuống, ca. Ca. Ca, làm ơn. Đó là một thỏa thuận đã hoàn thành. Tôi sở hữu hoàn toàn nhà máy. Tất cả những gì tôi phải làm là ký vào giấy tờ. Bây giờ làm ơn, bỏ súng xuống. Tôi xin cậu, cứ lấy thùng tiền đó và đi đi. Tôi thề với cậu, tôi hứa tôi sẽ không tố cáo trong 30 phút. Giờ thì đi đi. Làm ơn ca. Ông sẽ không tố cáo gì hết đâu. Nó trống rỗng. Không đâu. Ca, ca, chờ đã. Ca. Aaron, con ổn chứ? Con ổn. Con ổn. Cảm ơn trời vì cậu ổn. Ca đâu rồi? Anh ấy vẫn ở bên trong sao? Không. 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 Tôi cần lấy lời khai của mọi người về sự việc chính xác đã xảy ra tối nay khi cảnh sát liên bang. Nè nè, Manit, cho chúng tôi nghỉ một chút đi được chứ? Họ vừa mới trải qua sự việc khủng khiếp. Cô cần giỏ sách của mình. Để em lấy. Em lấy giỏ sách giùm cô được không? Tôi có thể nghỉ ngơi một chút được không? Chúng tôi chỉ tìm thấy một nửa số tiền. Chúa ơi, vậy thì phần còn lại ở đâu rồi? Em lấy giỏ cho cô nè. Cảm ơn Aaron. Cảm ơn em vì mọi thứ. Một vài tuần sau. Vậy ba cậu có tới không? Mình không biết. Phải rồi, tất nhiên. Dù sao cũng chúc may mắn nha. Cảm ơn, nhưng mà đừng nói vậy. Cậu có muốn đi làm gì đó không? Ừ, được thôi. Xin hãy
kể lại giúp với chàng dù nhiều hay ít. Mọi hoàn cảnh đã gây nên tình trạng này. Mọi sự còn lại chỉ là tịch mịch vô biên. Thế là một trái tim cao cả đã tan vỡ rồi. Thái tử kính yêu, xin vĩnh biệt người. Chúc vui vẻ ở Aruba. Vé một chiều cho Baker, Amanda.